mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tâm linh không phải là mê tín. Vâng. Bọn cô bây giờ thực hiện theo cái phương pháp này không mê tín một tí nào, mà tự mình tu sửa cái thân tâm của mình, tự mình làm gột rửa hết tất cả các cái phiền não, các cái thì suốt ngày cứ ngồi nghĩ đến bệnh tật thì cũng chết. Thế ở đây là cái gì ạ? Tâm linh tức là Phật giáo. Bọn cô đến với đạo Phật. Thế thì đúng rồi. Và sám hối. Đúng cách rồi. Đấy, cô thường hàng ngày bây giờ cứ một buổi sáng là cô lên khóa lễ, là cô lễ tất hơn 100 lạy nhá, 165. Bây giờ cứ hàng ngày gần dần cứ ngày hàng năm là cứ tăng dần thì đầu tiên thì lễ 50 lạy, xong bắt đầu lễ đến 100 lạy, 100 lạy xong lại lễ đến hơn 100 lạy. Bây giờ cứ kiểu không thụt lùi mà chỉ phải tăng. Vâng. Thế thì buổi sáng cô lên hành trì khóa lễ khoảng hơn một tiếng. Vâng. Thế thì cô ngồi kỷ niệm danh hiệu Phật và lễ Phật, lại Phật và sám hối cái nghiệp chướng của mình. Tất cả đều do nghiệp chướng. Tí nữa cô cho cháu một cái quyển học là quyển là cháu nghiên cứu đâu nói về Phật giáo đấy. Tức là học Phật là sự thừa hưởng tối cao của đời người, của kiếp sống con người. Vâng. Cháu đọc quyển đấy cháu mới thấy nó hay vô cùng, mà Phật nói vô cùng, không phải là mê tín dị đoan mà là thật sự trong cuộc sống này. Không, chắc chắn là mê tín là người ta biến tướng ra gọi là lừa lọc thôi. Lừa lọc ra, hoặc là có những vị sư làm sai cái lời Phật dạy thì là mấy vị làm sai giáo pháp của Phật, thì cái đấy mình cũng không chê, kệ họ làm thì tự nhân quả họ chịu. Vâng. Chứ không phải là tất cả cái gì cũng theo nhân và quả hết. Thế thì mình cứ thôi thì kệ các thầy, làm sai thì kệ các thầy, nhưng mình phải tu, mình phải có trí tuệ của mình lọc cái nào đúng cái nào sai mình theo. Vâng. Chứ không phải là mình cứ ùn theo mê tín dị đoan hoặc là... ha ha ha.